các bạn tranh thủ ra đây có thể chụp hình check in một vài cái liền, lên bập 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 để lên máy bay đó, review cho các bạn luôn nè. Sau lưng đây sân bay Tuy Hòa đó, mọi người đang ra check in đó, chụp nhanh chứ không đóng kịp. Quay cho các bạn hành trình vào nhà ga ở sân bay Tân Sơn Nhất. Tổ quốc tôi của Vietjet Air. Taxi cũng được nha các bạn. Ở đây nó có rất là nhiều làn taxi Grab. Em đây thôi, em đây, em đây. Là những chuyến bay xuống đông cho nên thấy kẹt xe các bạn ơi. Bãi đầu xe xe công nghệ. Đông. Mọi người đông nhớ cẩn thận tiền bạc nha các bạn. Chào mừng cô chú anh chị đến với kênh Mr. Alo. Hiện tại Mr. Alo đang ở phòng chờ của sân bay Tuy Hòa. Nãy giờ Mr. Alo đã check in sân bay Tuy Hòa rồi. Giờ lên phòng chờ để review cho cô chú anh chị sân bay Tuy Hòa. Tổng phá đảo sân bay Tuy Hòa luôn ha. Rồi, mình đang đi vô cổng hướng. Các hướng cổng sân bay Tuy Hòa thì nhỏ thôi các bạn, có hai cổng thôi. Thì hướng ngày hôm nay review cho các bạn không gian phòng chờ và hai hướng cổng để cho bà con anh cô chú anh chị đi cho không bị lộn. Đây là hướng cổng số 2 nè. Đó. Hướng cổng số 2 thì thường của Pacific và Vietnam Airlines, lâu lâu thì Vietjet Air đổi qua cũng được. Đó, đây là view của phòng chờ sân bay Tuy Hòa các bạn. Nhỏ thôi, sân bay nhỏ cho nên các bạn đi không có gì vội vàng hết. Đây, Yến Gift Shop 1 bán các đặc sản của Phú Yên nha các bạn. Do sân bay cho nên Mr. Alo nó nhỏ xíu, nơi công cộng, đặc sản Phú Yên. Anh chị đi chơi mà chưa mua kịp thì do sân bay có thể mua các đặc sản Phú Yên. Đó, xa xa có thấy núi Chấp Tràng các bạn, đi đâu cũng thấy biểu tượng Phú Yên hết. Hiện Mr. Alo đi chuyến 5 giờ, hiện nay các cô chú ở đây chờ là chuyến 4 giờ đang gần lên sân bay các bạn, cho nên sân bay bây giờ nó đông. Đó, review hết cho sân bay cho các bạn, anh chị và anh chú. Đây là hướng đi số 2. Hướng đi số 2 này, review bên này cho các anh chị cô chú luôn nè. Chuyến của Pacific Vietnam Airlines đang đáp kìa. Cho nên là mọi người đang chờ để xếp hàng lên xe để review cho các cô chú nhìn view ra ở sân bay Tuy Hòa đang thả khách xuống. Bình thường Vietnam Airlines thì đưa xe buýt vô mà sao đợt này vẫn đi bộ nè cô chú anh chị, không biết. Bình thường Vietnam Airlines đi xe buýt á mà bên đây thả đi bộ nè các bạn. Đó. Đi bộ thì phù hợp cho các vlogger như mình ha, đúng không? Thứ hai là cho những người không say xé. Đó. Chuyến Vietnam Airlines đang đáp thì 4 giờ rưỡi Vietnam Airlines bay. Còn hôm nay Mr. Alo đi chuyến 5 giờ để chơi nguyên ngày xong rồi 5 giờ bay luôn. Đó, đang thải khách xuống nè. Lúc 4 giờ 30 đưa khách lên. Tí mình sẽ xuống đó mình review cho cô chú anh chị nha. Bây giờ đi review bên này tiếp. À, đây là hướng cổng số 1, cửa số 1. Thường là của Vietjet Air nhưng mà lâu lâu thấy có đổi á các bạn. Đó. Mr. Alo đi VJ 207 cửa số 1, số 2 nè. Đó. Vẫn là cửa số 2. À bên kia là cửa số 1. Đi Vietjet cuối giờ cho nên giá Vietjet cũng chua đấy các bạn. Rồi, đây là quà lưu niệm xong việc cóp. Đi đâu thấy xong việc cấp hết. Các món ăn hải đặc sản của Phú Yên nè các bạn. Các loại bánh, kẹo, cà phê. Nhưng mà thường là đồ hải sản ở trong này có đầy đủ. Cá ngừ đại dương, mực, tôm, đồ vân vân. Cá ngừ đại dương đó. Mắt cá ngừ, mực khô. Này, cá ngừ nè các bạn. Mực. Ai đi chơi mà chưa kịp thì mình vô đây mình mua cũng không mắc đâu các bạn. Đây quay view lại cho các bạn bên này sân bay Tuy Hòa.
giờ mình ra đây mình uống cà phê. À, nãy có mua cà phê chỗ này 39.000, có quay các bạn rồi mà quên thu âm, các bạn cười giờ quay lại. Cho anh ly cà phê bao nhiêu bé? Là cũng của Sông Việt Cóp luôn nè các bạn. Thấy nhân viên sân bay Tuy Hòa dễ thương không các bạn? Cho một like nha các bạn. Đó. Có hỏi info thì các bạn comment lên hỏi info, mình sẽ truy tìm info cho các bạn. Rồi giờ ra đây uống cà phê để review ban công khu outdoor để cô chú anh chị coi hướng máy bay đó. Ngồi đây không sao, có loa nha các bạn, loa đây, có loa nó sẽ đọc. Các bạn ngồi uống cà phê rồi ăn gì ăn hoặc là uống thuốc để coi view map, xong rồi người ta đọc loa là mình lên thôi. Ra đây uống cà phê review ban công cho các bạn. Ra đây uống cà phê review ban công ngoài trời cho các bạn ở sân bay Tuy Hòa. Ngày hôm nay Mr. Alo đi từ sân bay Tuy Hòa vào thành phố Hồ Chí Minh sau một ngày kỳ lễ nghỉ lễ 30 tháng 4, đi chục ngày. Ra đây các bạn có thể uống cà phê nè, ngắm máy bay và đáp. Bên kia là biển Đông Tác mà mình hay review cho các bạn hôm nay nha các bạn. Hiện nay Tuy Hòa thì vào mùa nắng rồi, phù hợp du lịch hè các bạn. Về Phú Yên du lịch hè là mùa này là phù hợp nhất, tháng 4 đến tháng 9. Biển rất là đẹp trong xanh, mời các bạn về Phú Yên. Hôm nay mình review cho các bạn hành trình đi từ sân bay Tuy Hòa đến sân bay Tân Sơn Nhất. Mô tả hết hành trình đi máy bay của mình. Quay cho các bạn đây, sảnh ở dưới đây là check in vé nè các bạn. Ở dưới đó nãy mình chưa có quay được, qua kiến nó hơi mờ. PM1661 của hãng hàng không quốc gia Việt Nam đi thành phố Hồ Chí Minh vui lòng đến cửa số 1 để khởi hành. Flight VM1661 departing for Ho Chi Minh City. Now boarding at gate 1. Chuyến của Việt Nam Airlines kêu lên rồi các bạn. Sao mà tới chuyến của mình. Hiện nay chỉ còn chuyến của Vietjet lúc 5 giờ nhưng mà bị delay 5 giờ 30 á các bạn. Cho nên nguyên phòng đợi này cho chuyến Vietjet thôi. Nói chung đi Vietjet thì delay thôi. Nhưng mà đi buổi sáng thì thường ít khi bị nha các bạn. Ngồi chờ một xíu thôi. Ân rời, bé Vietjet đã đến rồi. Giờ máy bay đến, thả khách xuống. Rồi bắt đầu trong này xếp hàng ra đợi. Hy vọng bay đúng giờ. 5 giờ 30, 6 giờ 30 hành trình từ sân bay Tuy Hòa đến Airport Tân Sơn Nhất. Review cho các bạn Airport Tân Sơn Nhất luôn. Rồi, máy bay đáp dừng hẳn rồi. Các bộ phận lắp ráp kỹ thuật bắt đầu đưa máy cái này ra để lắp vào hai cửa của máy bay. Đó. Sau đó trả khách xuống rồi mình lên thôi. Rồi, bắt đầu hành khách xuống rồi các bạn. Thả khách xuống, bắt đầu hốt mình lên. Ok. Bây giờ đi boarding pass để ra cửa lên máy bay thôi. Ok, hành trình bắt đầu. Mọi người đang đứng xếp hàng. Giờ cùng Mr. Alo đi lên check vé cuối cùng để lên máy bay luôn nha các bạn. Rồi, giờ
Giờ mình đi lại check vé cuối cùng để lên cửa máy bay luôn nha các bạn. Đang kẹt phải. Rồi, hành khách bắt đầu lên rồi đó các bạn. Rồi, đã ra tới cửa là máy bay rồi các bạn. Rồi, review cho các bạn luôn. Sân bay Tuy Hòa đã sau lưng đây. Đó. Các bạn tranh thủ ra đây có thể chụp hình check-in một vài cái liền. Lên bập 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 để lên máy bay. Đó, review cho các bạn luôn nè. Đó, sau lưng. Đây, sân bay Tuy Hòa. Đó, mọi người đang ra check-in đó, chụp nhanh chứ không đóng kịp. Máy bay. Không khí mới vừa mưa xong. Ok, đây là biển Đông Tác mà mình hay quay cho các bạn nè. Xa lắm rồi, không thấy đâu. Giờ lên máy bay VJ209. Mình số 37 đi cửa sau. Nói chung từ số 15 đổ về thì đi cửa trước. Hình như 19, 17 với 17. Còn số 18 cho về sau rồi đi cửa sau. Rồi, hành trình lên máy bay rồi ra tới sân bay Tân Sơn Nhất, mình sẽ review lúc xuống máy bay cho các bạn luôn. Hướng dẫn vô cái đê chỗ nào đi công đi xe ráp ráp công nghệ luôn nha các bạn. Đi bộ nó hơi rung đấy. Lại kẹp phà các bạn ơi. Rồi, Mr. Alo đã lên máy bay rồi. Một chuyến bay kéo dài 45 phút đến 60 phút. Giờ ngủ một giấc. Hẹn các bạn ở sân bay Tân Sơn Nhất nha. Bye bye. Bay kêu 1 tiếng 15 phút mà nó bay gần 2 tiếng mới đáp. Giờ mới đáp. Đi xe bus vào nhà ga thôi các bạn. Việc chết chơi bay gì mà 2 tiếng đồng hồ các bạn ơi. Ok, lên xe bus vào nhà ga nè. Giờ lên xe bus vào nhà ga. Chờ đợi mọi người xuống rồi đi luôn một chuyến các bạn. Chờ đợi kêu một tiếng. Let's go. Đủ rồi, đi nào. Quay cho các bạn hành trình vào nhà ga ở sân bay Tân Sơn Nhất. Tổ quốc tôi của Việt Jet Air. Kêu bay 75 phút mà sao nó bay tới 120 phút, chẳng biết. Mọi người đang định vào nhà ga. Di chuyển vào nhà ga nếu mà gần thì 1-2 phút, nhanh thì 5 phút, lâu là 5 phút. Khu này là khu của Vietjet đó các bạn. Em thích ở Phú Yên cả ngày cho nên chịu em đi Vietjet, cho nên lịch của em 6 giờ rưỡi có mặt, bây giờ 7 rưỡi mới ra khỏi sân bay các bạn. Chưa ra khỏi sân bay các bạn. Ok. Ok.
Ok, đã đến nhà ga cửa số 3 để đi vào. Ok, mình không gửi hành lý cho nên là mình đi về xuống luôn. Ok, đi nào các bạn. Giờ mình sẽ hành trình review cho các bạn sân bay Tân Sơn Nhất. Đó, mọi người đang xuống hầm hòa cửa số 3. Ok, một ngày bay Tuy Hòa Phú Yên bình thường có 60 phút, bữa nay nó bay chứ 1 tiếng, 2 tiếng. À, nếu mà bạn nào có gửi hành lý ký gửi thì mình sẽ xem màn hình chuyến bay của mình kia. Chuyến bay của mình á là ở băng truyền thứ mấy. À, thì mình sẽ lại cái băng truyền đó. Còn không thì mình đi ra thẳng luôn. Ra thẳng luôn để ra cửa chính bắt đầu đi về nhà. Một chuyến bay hành xác. Hôm nay sân bay Tân Sơn Nhất làm gì kịp phàng, người ta mở cho mình đi hướng bên này. Đón xe ôm công nghệ về, hay còn gọi là Grab ấy. Taxi cũng được nha các bạn. Ở đây nó có rất là nhiều làn taxi Grab. Em đây thôi, em đây, em đây. Là những chuyến bay xuống đông cho nên thấy kẹt phà các bạn ơi. Bãi đầu xe xe công nghệ đông. Mọi người đông nhớ cẩn thận tiền bạc nha các bạn. À, đây các bạn đi hướng này để bắt taxi hoặc là xe ôm công nghệ đó, nó có chỉ dẫn cho các bạn này. À, còn gửi xe thì ở trên. À, bên này là làng taxi các bạn. Mà Mr. Alo đi Grab cho nên mình sẽ ra làng Grab. Mà ông nhớ dậy máy để mình ra mình tìm dậy máy cho các bạn nha. Hình như Grab là ở đây. Làng Grab là xe ôm công nghệ làng D1, D2 này nha các bạn. Hướng đi xe ôm công nghệ này. Bắt taxi đi đây. Làng này D1, D2 có hướng dẫn đây cho các bạn đây. Làng D2, D1 đó. Đó, kia D1 kìa. D1 nè. Đó. Đó, đây là bắt Grab nha các bạn. Ok, đi ra cổng cho các bạn luôn. Bye bye. Các bạn nhớ theo dõi kênh Mr. Alo nha. Và subscribe kênh TikTok Trường Alo. Bye bye.